quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mới mỗi ngày các bạn nhé. Quý vị thân mến, chủ đề tình yêu, hôn nhân và gia đình luôn là chủ đề được cộng đồng quan tâm rất nhiều bởi thực tế có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, cảm động chạm đến hàng triệu trái tim và bên cạnh đó cũng có những câu chuyện hài hước, dở khóc, dở cười. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa trong chương mục Câu chuyện cuộc sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày tôi lên xe Hòa, chồng cũ thuê xe ô tô chở cả nhà đến dự. Mẹ anh còn giật mic để nói một câu làm cả hội hôn cay mắt. Tôi có nói với chồng cũ rằng mình sẽ kết hôn nhưng không mời anh. Vậy mà anh đến, không những vậy, còn có bố mẹ và anh em của anh nữa. Tôi vừa lên xe Hoa lần thứ hai mọi người, cảm giác của tôi lúc này khó tả lắm. Hạnh phúc đan xen lẫn xúc động. Trước khi có cuộc hôn nhân như thế này, tôi trải qua không ít sóng gió. Chồng cũ của tôi từng là một người không ra gì. Anh suốt ngày rượu chè rồi về chửi vợ, chửi mẹ. Bản thân tôi sợ anh sinh con ra sẽ khổ nên cứ nấn ná mãi không dám sinh con. Mà cuộc sống hôn nhân không con cái, nhàm chán và khoảng cách ngày càng rộng. Một năm sau khi kết hôn, tôi có thai. Thực sự lúc ấy tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ. Nhưng dưới sức ép của chồng cũ, bố mẹ tôi nên tôi đành làm vậy vì họ. Tôi từng hy vọng rằng nhìn vào con mà chồng cũ của mình thay đổi. Nhưng anh không như vậy. Anh vẫn bù khú với bạn bè tối ngày. Tiền của tôi thì nay anh trộm mà anh lấy đi đãi bạn nhậu. Bản thân tôi sợ sinh con sẽ khổ nên cứ nấn ná mãi không dám sinh con. Đỉnh điểm lần ấy, bác sĩ chẩn đoán con tôi dễ bị đau. Có hai phương án xét nghiệm. Tôi chọn phương pháp không xâm lấn nhưng tốn kém hơn. Dồn mãi mới đủ tiền, tôi dự định đến viện khám thì chết điếng khi tôi thấy số tiền biến mất. Vì không còn tiền, tôi không thể đi khám như hẹn. Nhưng còn con tôi cũng không có duyên với bố mẹ. Tôi bị sảy thai khi cái thai được 15 tuần. Đối với tôi, đó là một tổn thương không gì bù đắp được. Tôi u uất, trầm cảm dẫn đến ly hôn. Để có quyết định ấy, tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng nghĩ mình có thể thay đổi chồng cũ. Nhưng rốt cuộc tình yêu ấy không đủ lớn để cảm hóa anh. Vậy nên, chia tay là điều tôi nên làm. Trái với những cặp vợ chồng khác sau ly hôn, tôi giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ. Khi biết anh đã bỏ những người bạn xấu và tu chí làm ăn, tôi còn vay mượn để anh có thể khởi nghiệp. Vì lẽ đó đến bây giờ khi nhắc về tôi, nhắc về chồng cũ sẽ biết ơn tôi. Ly hôn 3 năm, tôi quen người hiện tại. Trong ấn tượng của tôi, anh tốt bụng, yêu thương tôi vô cùng. Ngày hôm nay chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Tôi nói với chồng cũ về chuyện này. Chỉ không ngờ anh và cả gia đình đều đến dự. Gia đình anh thuê chiếc xe lớn để đến dự đám cưới của tôi. MC không biết họ đến để chúc phúc nên không dám giới thiệu với hội hôn. Vậy mà mẹ chồng cũ của tôi giật mic công khai với mọi người rằng ngày hôm nay bà và cả gia đình đến để chúc phúc cho tôi. Sau đó mẹ chồng cũ tặng tôi hộp trang sức rất đẹp. Nhìn thấy nhà chồng đối xử với tôi như vậy, cả hội hôn ai cũng cay mắt, cảm động. Thực sự tôi biết ơn mẹ chồng cũ và cả những người đến chúc phúc cho mình. Tôi cố gắng sống tốt để có thể hạnh phúc bên người chồng hiện tại. Có một điều tôi băn khoăn, đó là món quà của mẹ chồng cũ cho tôi quá lớn. Tôi có nên nhận hay trả lại bà, và chỉ nhận tấm lòng thôi. Trai quê lấy vợ phố, ngày xin cưới em nói một câu khiến bố mẹ tôi tím mặt. Khi cô ấy thông báo có bầu, tôi cũng hơi bất ngờ, tôi chưa nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn nhanh đến vậy, nhưng đàn ông là dám làm, dám chịu. Từ hôm sang nhà gái thưa chuyện về đến nay, không khí gia đình tôi nặng như chì. Tôi không biết phải làm sao để xoa dịu sự tức tối của bố mẹ mình. Những tưởng đám cưới này sẽ diễn ra vui vẻ, nào ngờ nó lại thành thứ tai họa như thế này. Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, nhưng may mắn hơn là sau nhiều năm lặn lộn trên thành phố, tôi cũng mua được một ngôi nhà để đón bố mẹ cùng lên sinh sống. Còn bạn gái tôi là tiểu thư con nhà giàu chính gốc, nhà cô ấy ở thành phố, giàu có và sang trọng. Chúng tôi quen nhau cũng là một sự tình cờ. Hồi đầu, tôi không bao giờ nghĩ mình lại yêu mẫu người tiểu thư cành cao như thế. Nhưng khi bị cô ấy theo đuổi và tán tỉnh, tôi đã siêu lòng lúc nào không hay.
Chúng tôi cũng mới chỉ yêu nhau được hơn năm nay thôi, bạn gái tôi xinh đẹp, sành điệu. Nhưng xét về ngoại hình, tôi cũng không kém cạnh, vì tôi cũng được đánh giá là điển trai. Có lẽ cũng vì điều này mà cô ấy quyết tán tôi bằng được. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bị mồi chài, chẳng qua cô ấy là người chủ động nhiều hơn mà thôi. Hiện tại cô ấy có bầu được 3 tháng, tôi thừa nhận tình yêu này quá chóng vánh vì chúng tôi quen nhau chưa lâu. Nhưng cô ấy là người khá hiện đại, thành ra chuyện vừa rào giữa hai đứa diễn ra chỉ sau khi quen có vài tuần. Tôi là người tử tế nên khi đã làm thế, tôi tuyệt đối sẽ không có ý định phủi tay như không. Khi cô ấy thông báo có bầu, tôi cũng hơi bất ngờ, tôi chưa nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn nhanh đến vậy. Người đàn ông là dám làm dám chịu. Tôi ngay lập tức về gặp bố mẹ mình, nhờ bố mẹ nói với người thân họ hàng sang nhà gái xin cưới, đẩy nhanh tiến độ vì cái thai trong bụng cũng đã to lắm rồi. Nhưng tôi bất ngờ, cái ngày hai gia đình gặp gỡ lại đổ bể như thế chỉ vì cái tính tiểu thư, kênh kiệu của cô bạn gái tôi. Hôm đó, bố mẹ tôi cùng hai ba người họ hàng ở quê lên để sang thơ chuyện. Mọi người theo phong tục ở quê không rõ có phù hợp với trên này hay không, nhưng bố mẹ tôi cũng sắm lễ nghi không phải ít ỏi gì. Vậy mà vừa vào tới nơi, trong khi người lớn phát biểu xong, cô bạn gái của tôi ôm cái bụng bầu đi ra ngoài, nói với mọi người, hôm cưới nếu nhà trai không lo được thì cứ báo trước để nhà cháu chuẩn bị. Hôm nay chỉ có hai họ không sao, chứ ngày cưới đông khách khứa mà lễ cưới như trò mèo thế này họ cười cho đấy. Nhà trai không lo được thì bên gái lo cũng không sao, miễn là đẹp mặt. Bố mẹ rồi họ hàng nhà tôi giận tím mặt, chúng tôi không biết có gì thất thố, nhưng cách hành xử của bạn gái tôi như vậy làm họ cay cú lắm. Hôm đó về, hai bác ở quê của tôi bảo ngày cưới họ cũng không ra nữa vì không muốn bị cô cháu dâu coi thường. Còn bố mẹ tôi thì tuyên bố, cưới xin từ giờ tôi với vợ tự lo, ông bà không dính vào nữa kẻo con dâu lại không hài lòng. Tôi khó xử vô cùng, một bên là gia đình, một bên là vợ sắp cưới với đứa con trong bụng. Cô ấy đúng là quá đáng, nhưng giờ đang bầu bí như thế, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi nên giải quyết tình huống này thế nào đây? Gặp vợ cũ ở bãi gửi xe, mỉa cô làm bảo vệ thì đồng nghiệp giục dắt xe hộ vợ sếp. Càng ngày Đạt càng thấy chán ngán cô vợ hiền lành nhu mì quá mức của mình. Thúy vợ anh ta lúc nào cũng giả vâng như một con robot, tuy xinh đẹp nhưng nhàm chán vô cùng, nhất là lúc trên giường. Thúy hiền quá mức, bao nhiêu lần Đạt muốn tìm cảm giác mới lạ, yêu cầu những tư thế táo bạo nhưng cô đều từ chối và ngại. Thế rồi Đạt tình cờ quen biết với Mai, một cô ả trẻ tuổi lẳng lơ vô cùng, thân hình ba vòng ngồn ngộn bốc lửa. Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh và ả đã lao vào ngấu nghiến. Mỗi lúc ở bên bồ, Đạt cảm thấy sung sướng và thỏa mãn lắm, khác hẳn với bà vợ cố tàu ở nhà. Nhiều đêm nằm ôm bồ Đạt tỉ tê. Vợ anh chỉ giỏi mỗi khoảng cơm bưng nước rót thôi, chứ mấy cái khác cái dài lắm, cô ta chẳng bằng một cốc của em nữa. Nói xong anh ta cười phá lên, rồi hôn lấy hôn để người bồ. Cặp kè được 5 tháng mai có bầu, thế là ả bắt Đạt phải bỏ vợ ngay trước mình về thay thế. Lúc đầu Đạt định bồ bịch bên ngoài để thỏa mãn thú vui giường chiếu thôi. Dù sao vợ vẫn ngoan ngoãn cung phụng nên không định bỏ. Nhưng giờ bồ ấn bụng ra rồi, không cưới không được, nên anh ta quyết về nhà ly dị vợ. Khỏi phải nói Thúy sốc và bàng hoàng thế nào, mấy lâu nay cô ở nhà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng, nào ngờ anh ta phản bội đau đớn như thế. Những lần Đạt đi sớm về muộn, cô đều tin tưởng chồng bận công việc, hóa ra anh ta đi cặp bồ, cắm cho cô cái sừng to tướng. Trông vợ khóc lóc sụt sùi ngứa mắt, Đạt quát tướng lên. Khóc cái nỗi gì nữa, ký đơn nhanh cho xong chuyện đi. Đừng có trách tôi bội bạc. Trách cô nhạt nhẽo quá thôi, chiều chồng mà cũng không biết. Anh nhớ đấy, anh sống thức đức với tôi sau này cũng không yên ổn được đâu, sao cũng gặp quả báo thôi. Thúy nuốt nước mắt gằn từng tiếng một. Đá vợ xong, Đạt hoan hỉ rước bồ về nhà tổ chức đám cưới tưng bừng. Thế nhưng bạn bè vì phẫn nộ chuyện anh ta cặp bồ bỏ vợ, chẳng ai thèm đến dự. Đạt vừa tức vừa nhục nhưng chỉ biết tặc lưỡi mặc kệ. 6 tháng sau, Mai sinh một bé trai kháu khỉnh trắng trẻo lắm. Đạt yêu con, cả ngày quấn lấy đứa bé không rời. Tất cả mọi việc như pha sữa, thay tã, giặt đồ anh làm hết, Mai chẳng động tay động chân. Thậm chí còn mới mấy tháng cô ta đã cai sữa, không muốn cho bú nữa vì sợ hỏng hết bộ ngực đẹp. Thấy vợ vừa lười chảy thay, vừa vô trách nhiệm, Đạt cay cú lắm nhưng không làm được gì. Nghĩ cô ả có công đẻ con trai cho mình nên anh ta nhắm mắt cho qua. Thế nhưng Đạt nào ngờ, đứa con trai bé bỏng anh ta cưng như trứng lại là con của kẻ khác. Hôm thằng cô sinh nhật 1 tuổi, có một cả đàn ông xăm trổ, mặt mũi bặm trợn đến đòi con. Đạt mới ngã ngửa hóa ra trong lúc quen anh, Mai còn quen thêm cả gã này. Nhưng lúc đấy hắn ta bị vỡ nợ phải trốn vào miền Nam, nên cô ả đành đổ cái thai cho Đạt.
giờ gã ta trở về đòi lại con. Bị đổ vỡ, đã trở thành trò cười của bạn bè hàng xóm láng giềng. Anh thậm chí không dám ra khỏi nhà cả tháng liền vì quá nhục. Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đó, khoảng một tuần sau, đã phát hiện chỗ hiểm của mình có dấu hiệu lạ. Đi khám, ngã ngửa ra khi nghe bác sĩ thông báo mắc bệnh sinh dục. Đặt vào đầu bứt tai gần như một kẻ điên. Chắc chắn con ả lẳng lơ đấy lây sang cho mình. Mấy này chi phí thuốc thang, điều trị bệnh tốn kém, Đạt phải lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Công ty đang có dự án lớn hơn, nên hôm nào anh cũng cùng mọi người ở lại tăng ca, vừa để thêm thu nhập, vừa để bận rộn, quên đi nỗi nhục trong đời sống riêng tư. Thấy nhân viên làm việc chăm chỉ, cuối tuần, vị sếp mới về công ty 2 tháng trước, quyết định mời mọi người ăn tối ở một nhà hàng khá nổi tiếng. Lúc Đạt đến nhà hàng kia, đang loay hoay trong hầm gửi xe, anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc, nhận ra ngay vợ cũ, trông cô đang xếp chỗ lại mấy cái xe, lại nghĩ đến lời cô rủ mình lúc trước, anh ta điên tiết lắm, chạy ra kéo cô nói mỉa. Lâu lắm không gặp nhỉ? Sao thế? Rủ cho tôi đã mồm rồi, giờ đi làm bảo vệ sao? Thúy thấy chồng cũ ngạc nhiên chưa kịp nói gì, đằng sau có tiếng mọi người hớt hải. Ôi Đạt, sao không dắt xe giúp vợ xếp đi, đứng làm gì đó? Đạt quay lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình, ai nấy đều kính cẩn cúi chào Thúy. Đây là vợ sếp sao? Anh sững sờ một hồi mới thốt lên được. Ừ, chị Thúy vợ sếp đó. Tháng trước cậu đi công tác, chúng tôi đi ăn với sếp một lần nên gặp chị nhà rồi. Mà sếp đâu hả chị? Ô tô đâu mà anh để chị đi xe máy thế này? Anh ấy đang nghe điện thoại đằng kia. Nãy anh nổi hứng nên muốn đi xe máy mà. Mọi người dắt lại giúp tôi cái xe nhé. Nãy chồng tôi để góc kia rồi nhưng mà tôi sợ tí nữa ăn xong khó lấy ra nên muốn dắt lại vào chỗ này. Lúc mọi người vào phòng ăn rồi, Đạt vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh và tin nổi vào sự thật đang diễn ra. Thật không ngờ sau khi ly dị, Thúy chẳng những xinh đẹp hơn mà còn lấy được chồng rõ oai phong. Còn anh thì sao? Đã bị đổ vỡ còn rước bệnh vào người. Nếu chuyện lộ ra chắc chắn sẽ bị xa lánh. Uống một ngụm bia thật to, Đạt cay đắng nghĩ, phải chăng vì anh ta cập bồ nên mới nhận quả báo chưa chắc đến thế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.